Việt Nam có 54 dân tộc anh em, muốn khám phá phong tục, văn hóa bản địa thì nên bắt đầu từ đâu? Em recommend là tới Sapa nha các bác. Vừa du lịch, vừa tìm hiểu văn hóa con người đúng là một công đôi việc. Nếu bác nào mà cũng đang chuẩn bị đến Sapa thì có thể tham khảo tour du lịch Bản Cát Cát 2 ngày 1 đêm của em nhé. Đây đây, buổi chiều thì sẽ là lúc các bác đi tham quan Bản Cát Cát, tìm hiểu về lối sống hàng ngày và phong tục của người Hơ Mông. Sau đó thì tiếp tục thăm nhà máy thủy điện từ thời Pháp thuộc, thăm trường học và nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số, kỹ thuật nhuộm tràm độc đáo của người Hơ Mông, một trong những điểm thắng cảnh và được lòng du khách trong ngoài nước nhất là ở đây. Đúng là đến đây mới thấy được vẻ đẹp thiên nhiên từ ruộng bậc thang, núi non hùng vĩ đến thác Cát Cát vô cùng nổi bật các bác ạ. Ngày thứ hai thì sau khi ăn sáng xong thì các bác di chuyển đi tham quan khu du lịch Hàm Rồng, ngắm nhìn toàn cảnh Sapa từ trên cao, thăm tháp truyền hình rồi xuống vườn lê, vườn táo mèo, thăm vườn lan 1, vườn lan 2, trekking cứ phải gọi là đỉnh của cho các bác ạ. Xong xuôi mình ăn trưa rồi đi chợ Sapa tham quan và mua quà lưu niệm về các bác nhé. Thế là kết thúc tour du lịch lần này rồi. Tour thế này thì sẽ có giá là khoảng gần 3 củ, nên là các bác nào thích thì có thể tham khảo nhé.